em chuẩn giao phúc sen Cao Bằng chào các bác nha. Bộ nào bộ đấy đều là xịn sò để các bác mình vừa dùng được vừa biếu tặng được luôn, bởi em biết là rất nhiều bác mình cũng sử dụng thương hiệu giao phúc sen trên anh em chúng em để làm quà tặng, nên là có những bộ nó phải xịn sò như bộ số 3 để tặng này, bộ số 1 cũng quá là lộng lẫy luôn rồi các bác. Mình sử dụng trong gia đình hay mình để biếu tặng thì đều rất là đẹp các bác nhá. Mà đặc biệt giá cả của bộ nào hôm nay cũng sẽ là giảm giá theo từng bộ, bởi vì là lâu lắm em không leo từng bộ để các bác mình dễ lựa chọn rồi. Đầu tiên là lên một bộ mã số 1 cho tất cả các bác, là thứ nhất gồm một chặt gà. Bởi vì nói các bác nói là chặt xương thì mình ít khi chặt trong gia đình rồi, thì sẽ lên cho bác một con chặt gà bản truyền thống như thế này. Cán là cán gỗ mun vót đốt như thế này, để khi mà các bác cầm ấy mình có cái độ chắc chắn khi mà mình cầm nha. Chốt 2 đi, tổng trọng lượng em này là vào 5 lạng rưỡi dòng chặt gà, lưỡi 23 bản rộng dơ bản 7 và độ dày sống lưng là 3 ly các bác nhé. Chuyên gà vịt đe con thứ nhất trong bộ. Con thứ hai trong bộ sẽ là một em chuyên thái bản vuông, lưỡi cũng là 20 nha, nhưng bản rộng nó chỉ rơi vào khoảng bản 6 thôi, nó chỉ còn lại bản 6 thôi, độ dày sống lưng nó rơi vào khoảng 1 ly, tổng trọng lượng nó sẽ là 3 lạng. Thì giả chuyên thái bản vuông, thái thịt, thái rau củ, nói chung là đều ok thôi. Trong gia đình thì mình sẽ không để thiếu một con tiếp theo nữa là một em mã lọc các bạn. Một em dao chuyên lọc như thế này để cho các bác mình lọc thịt này, da thịt này, gọt rau củ quả này. Có những cái động tác mà mình cần lưỡi nhọn thì con này sẽ là đáp ứng cái phần nhọn đấy cho tất cả các bác. Nếu các bác mua theo bộ thì bộ 1 chỉ có giá là 7,50 một bộ 3 con hàng, gồm một chặt gà, một thái vuông và một lọc các bác nhá. Còn đến bộ số 2 thì có những con. Thứ nhất sẽ là một em dao chặt xương các bạn. Thứ nhất của bộ số 2 sẽ là một em dao chọc xương. Bác này thì bác ấy sẽ lựa chọn là một em dao chặt xương, vừa xương ống, vừa chân giò, vừa thủ lợn được mà vẫn vừa chặt gà vịt được. Bởi vì bác cũng là một người thường xuyên tụ tập và hay chặt cầy già đấy. Nên là cái lựa chọn của bác phải là một con dao chặt gà vừa chặt được, đa di năng, hệ chặt nặng, nặng 7 lạng rưỡi, lưỡi cũng là 23, bản rộng rơi bản 7,5 và độ dày sống lưng là 5 ly. Đánh nhám một mặt vào một mặt để đen. Cán sử dụng ở đây là cán vót đốt cầm chỉ cho bác ấy nhá, để mình cầm đâm và chắc tay hơn. Đấy. Còn con thứ hai ạ, con thứ hai sẽ là một em chuyên thái. Một em chuyên thái cũng là bộ nhám thì phải đi theo bản nhám rồi. Đấy, lưỡi cũng là 23, bản rộng rơi vào là bản 6 thôi, độ dày sống lưng là 1 ly rưỡi. Cán là sử dụng cán gỗ cầm chỉ vót đốt. Đối với dòng chặt thì em sẽ chốt 2 đinh và dòng thái mình chỉ chốt 1 đinh thôi, là đảm bảo cho tất cả các bác mình sử dụng rồi. Cặp mã số 2 này, bộ ấy bác khách hàng lựa chọn là một con dao chặt xương và một em dao chuyên thái. Cặp này thì em chỉ để giá cho tất cả các bác là 5,70 cặp mã số 2 các bác nhá. 5,70 cặp mã số 1 là 7,50. 5,70 là mình đã sở hữu một cặp mã số 2 rồi. Đến bộ số 3, 1,300,000 tặng các bác một em dao lọc luôn. Bởi vì tại sao bộ này nó lại có giá cả nhích hơn? Vì thứ nhất là tất cả mọi thứ nó sử dụng ấy, mình đều đầu tư hơn, mà đặc biệt là đầu tư cái cán. Cán này thì là chuyên hàng cán phong thủy, thì em này em đã sử dụng là hàng chuyên cán phong thủy cho bác rồi. Cán nó không phải tròn mà là nó vót vuông dẹp như thế này cho em. Cán nó không phải tròn nữa mà vót vuông dẹp như thế này cho em. Vẫn là hai tầng đồng, hai đinh và lỗ như thế này. Nhìn cái con hàng nó đẹp, thẩm mỹ cao các bác, thẩm mỹ cao. Và đặc biệt là bộ này bác ấy làm theo yêu cầu kích thước cụ thể, có nghĩa là tổng trọng lượng của nó chỉ đạt được ở dao động là 7 lạng đến 7 lạng 2 thôi, không quá. Mình phải căn từng tí một thì con này là rơi vào chuẩn đúng 7 lạng cả cán. Đến con này là chặt gà. Chặt gà bác ấy muốn là chuẩn vào 5 lạng 3 cả cán, thì con này đang ở mức độ là 5 lạng rưỡi cả cán các bác nhá. Cán cũng là cán vót vuông như thế này cho tất cả các bác, vẫn là hai khâu và chốt đinh đồng như thế này. Một bản là để nhám và một mặt là để đen. Hệ thứ hai là chuyên gà vịt. Đấy, đấy là con số 3. Đấy, trong bộ nó là sẽ một chặt xương, một gà vịt. Thứ ba là một em chuyên thái lọc, thì là thái này thì bác ấy yêu cầu là chỉ ở 3 lạng thôi. Mức độ 3 lạng cả cán thôi, thì con này hiện tại nó đang đạt ở 2,75 gram các bác nhá, gần 3 lạng, suýt soát nửa tí nữa thôi. Đấy, nó là một em thái lọc nhọn cho bác ấy sử dụng nhá. Một em thái lọc nhọn thì là đa năng rồi, vừa thái lọc được, vừa phi lê được, một bộ dao đầy đủ chức năng trong gia đình. Và con dao mà gọi là bản dao của hàng Việt ấy, con dao bộ dao của người Việt ấy, đúng là thực sự là không thể nào thiếu một em dao lọc như thế này phải không bác? Một bộ không thể nào thiếu đó là một em dao lọc như thế này cho tất cả các bác rồi. Mình chuyên ra thịt, mình lọc, mình gọt này thì nó sẽ là cần một em này. Còn đối với bộ này, riêng các bác khi mà mình đặt hàng bộ 4 con này là 1,3 triệu, thì em sẽ tặng các bác một em dao chuyên lọc làm lòng mề gà. Chuyên lọc làm lòng mề gà.
trị giá là 99k. Đấy, chuyên lọc làm lòng mề gà. Con này là lưỡi là nó cũng là dạng gọt hoa quả cho các bác. Cán là cán mun, 99k cho tất cả các bác nhá. Hàng tặng kèm theo bộ số 3 cho tất cả các bác. Nếu bác nào mình đặt hàng bộ số 3, tất cả bộ số 3 thì cán nó đều sử dụng dòng cán cao cấp thuộc dòng phân khúc là dòng hàng chiêng tre phong thủy của em rồi các bác nhá. Còn đây ạ, đây mã số 4. Mã số 4 là em ra tông, tông hay còn gọi là pha chặt, tông hay còn gọi là pha chặt, để các bác mình dễ dàng lựa chọn. Con này thì đa năng rồi, ba vùng miền Bắc Trung Nam em thấy vùng nào cũng trội con này. Nếu miền Nam các bác chặt dừa chặt đước thì miền Trung các bác lại mang đi rừng chặt thịt heo, chặt gà quay, chặt tất cả mọi thứ. Còn miền Bắc thì các bác vẫn mang đi phát nương, phát dẫy, phát hồi, phát keo, phát quế, đi rừng lấy củi về mình vẫn là chặt gà, chặt vịt. Đấy, gọi là vùng đồng bằng Bắc Bộ thì mình sử dụng những cái con như thế này rất nhiều. Và miền Nam cũng sử dụng rất nhiều. Một con dao mà đa năng, ba vùng miền, miền nào cũng ưa. Con này hiện tại em để giá cho tất cả các bác là 320, lưỡi rơi vào 30, độ dày sống lưng là 5 ly. Và bản rộng rơi bản 5, cán có hai loại cho bác lựa chọn là một là cán mun và hai là cán gỗ cẩm chì các bác nhé. Còn Zalo của em vẫn không thay đổi, bao nhiêu năm nay không thay đổi các bác ạ. 0347 753 780 là số điện thoại Zalo của em. Còn đây ạ, đây là một con dao chặt hệ cá mập cho tất cả các bác này. Con này cũng không hẳn là cho các bác đâu, bởi vì nó tương đối là kén dùng. Hàng này là em làm theo cái yêu cầu của bác khách, là bác ấy cũng thích chặt nhưng mà thích nó độc lạ. Nói chung là kiểu phải cá tính một chút, mà bác phải chặt được nguyên một con lợn này và vẫn chặt gà vịt được, mà mang chặt cây củi vẫn được. Cán là phải sử dụng cán giọt. Đấy là con hàng em đang làm theo yêu cầu của bác khách đó nhá. Chỉ cần các bác thích thôi, mình muốn thôi, mình yêu cầu thôi, là em sẽ cố gắng hoàn thiện cao nhất có thể theo cái nhu cầu của tất cả các bác thôi. Đấy, còn Zalo của em là gì ạ? 0347 753 780. Một cái Zalo theo thời gian chưa bao giờ thay đổi, vẫn là ở đấy đợi chờ các bác để ủng hộ những cái con hao chuẩn thương hiệu Giao Phúc Sen HD trên Cao Bằng các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác trong cái video clip lần sau. Xin chào ạ.